quý vị, sáng nay Thành đoàn Đà Nẵng đã huy động gần 2.000 đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh các bãi biển du lịch của thành phố sau đợt mưa lớn vừa qua. Hoạt động tổng ra quân được triển khai tại tất cả các bãi biển du lịch của thành phố Đà Nẵng với 56 đội hình tình nguyện, huy động gần 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng trong các hoạt động phòng chống ứng phó thiên tai, khắc phục ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài gây lũ trên thượng nguồn, mang theo lượng bèo, rác lớn tấp vào các bãi biển du lịch. Trước đó, các đội hình tình nguyện đã triển khai ra quân vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, khu vực công cộng, khơi thông hệ thống mương nước, cống rãnh, góp phần mang lại diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 143.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 60% ca đậu mùa khỉ ở thành phố Hồ Chí Minh là người nhiễm HIV là những thông tin đáng chú ý có trong cụm tin ngay sau đây. Theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 143.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc giảm 53,7%, tử vong giảm 106 trường hợp. Tuy nhiên, số ca mắc tại Hà Nội vẫn khá cao trong tuần qua, trên 2.500 trường hợp và được ghi nhận tại tất cả các quận huyện, thị xã. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 35 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Từ giữa tháng 9 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 63 ca đậu mùa khỉ, tất cả là nam, trong đó 70% quan hệ tình dục đồng giới và 60% là người nhiễm HIV. Hiện 35 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và hết thời gian cách ly, 2 trường hợp tử vong trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch. Cũng theo thống kê của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam đã phát hiện 74 ca đậu mùa khỉ. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành sàng lọc các triệu chứng nghi ngờ đậu mùa khỉ với tất cả những người đang sử dụng dịch vụ phòng chống HIV. Trường hợp đã có xét nghiệm xác định sẽ được đánh giá tình trạng lâm sàng và phân tuyến điều trị phù hợp. Vừa qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với tỉnh đoàn, chính quyền tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội học sinh sức khỏe học đường cho các em học sinh tại trường tiểu học Bắc Quỳnh, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hoạt động cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng cùng với cơ sở vật chất đồng bộ nhằm giúp đảm bảo vệ sinh sức khỏe học đường. Những câu chuyện vệ sinh luôn là nỗi ám ảnh của thầy cô và học trò tại trường tiểu học Bắc Quỳnh, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây các em luôn có tâm lý e ngại, thậm chí sợ đi vệ sinh vì bẩn hoặc thiếu kín đáo. Và sau bao ngày ngóng đợi, hơn 300 em học sinh cùng thầy cô đã vô cùng hạnh phúc khi nay đã có nhà vệ sinh mới, khang trang, sạch sẽ hơn. Có lẽ đây là niềm vui mới mỗi ngày của các em khi đến trường. Với số lượng học sinh hơn 300 học sinh như hiện tại thì các em mỗi giờ ra chơi, mỗi giờ đi vệ sinh thì các em phải đợi chờ nhau rất là lâu và điều kiện vệ sinh thì cũng hạn chế. Từ khi mà chương trình dự án nhà vệ sinh cho em có đầu tư và xây dựng cho nhà trường một khu nhà vệ sinh mới rất là khang trang, sạch đẹp và từ đó thì các em học sinh mỗi giờ ra chơi, mỗi giờ đi vệ sinh thì không còn phải cảnh phải đợi chờ nhau lâu nữa và điều kiện vệ sinh thì cũng được cải thiện rất là nhiều, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe học đường cho các em học sinh cũng như là cải thiện cái điều kiện dạy và học của nhà trường ạ. Không dừng lại ở việc xây nhà vệ sinh trường học, dự án 1.000 nhà vệ sinh của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt còn cung cấp kiến thức nhằm nâng cao nhận thức cùng kỹ năng cần thiết liên quan cho học sinh. Trong đó có những khóa tập huấn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nhà vệ sinh đúng cách hay kiến thức về chăm sóc sức khỏe vị thành niên. Đồng thời các em được tham gia các hoạt động trải nghiệm bổ ích và lý thú như thuyết trình tranh vẽ về nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, các trò chơi truyền thống, cuộc thi rung chuông vàng, trải nghiệm máy lọc nước uống trực tiếp. Trường hôm nay có những anh chị đến đây để mà khánh thành xây dựng nhà vệ sinh ở trường, con thấy rất là vui, cũng hơi và cũng thú vị. Em thấy khá là thích ngày này mà em muốn năm sau vẫn được như ngày này. Thông thường thì mọi người vẫn cứ nghĩ là lo cái chuyện cơm ăn áo mặc học hành, nhưng mà cái nhân văn của cái chương trình này đó là phải giúp cho các em từ cái việc đầu vào cho đến cái việc là sinh hoạt thông thường nó phải được là thuận tiện nhất và cố gắng là đạt theo cái tiêu chuẩn của tối thiểu nhất để cho các em đảm bảo cho cái sức khỏe của các em. Đấy, và chúng tôi luôn chú trọng là cái việc là phát triển dinh dưỡng cũng như là cái đời sống thể chất và thể lực, tư duy, tinh thần của các em phải luôn luôn được đảm bảo.
Tại sự kiện, thầy và trò trường tiểu học Bắc Quỳnh đã nhận món quà 2.784 ly sữa TH Chumil cho toàn bộ học sinh. Trung tâm tình nguyện quốc gia cũng đã trao 10 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất và 350 áo ấm cho các em học sinh tại trường. Nhằm giới thiệu, gìn giữ và góp phần giáo dục thế hệ trẻ bảo tồn nghề thủ công truyền thống của dân tộc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình nghề gốm nung Lộ Thiên của dân tộc Mơ Nông. Chính vẻ đẹp mộc mạc về kỹ thuật chế tác thô sơ đã làm cho sản phẩm gốm nơi đây trở nên độc đáo và có giá trị. Trải qua thăng trầm, nghề làm gốm của người Mơ Nông ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn duy trì được nét độc đáo, mộc mạc mà khó nơi nào có được. Thợ làm gốm là những phụ nữ Mơ Nông được truyền nghề qua nhiều thế hệ. Họ tạo hình sản phẩm gốm bằng cách chỉ sử dụng những công cụ giản đơn theo phương pháp thủ công truyền thống như dùng chày giã đất sét rồi dùng tay nhào nặn đồ vật. Không sử dụng bàn xoay mà phải đi vòng tròn xung quanh để tạo hình. Tôi rất tự hào vì tôi học cái nghề truyền thống này tại vì họ không dùng máy móc, họ toàn dùng bằng cối hoặc là cái chay hoặc là cái cây xong rồi cái vải rồi dùng nước cũng khó nhưng mà mình cố gắng học để sau này mình biết nhiều hơn về gốm. Từ việc tạo hình đến vẽ hoa văn, người Mơ Nông chỉ sử dụng những thứ sẵn có trong tự nhiên như que tre, thanh củi, mảnh vải để hỗ trợ. Họ thường trang trí những hình thù, đường nét cây cỏ gần gũi với đời sống, qua đó thể hiện sự kết nối sâu sắc giữa văn hóa và môi trường tự nhiên của đồng bào. Xưa người ta làm nồi nấu cơm, chén ăn cơm, rồi cái đồ đựng nước, cái đồ sinh hoạt trong gia đình ấy, nhất là cái nồi nấu cơm á, từ khi có khách du lịch người ta đến trải nghiệm thì mình tự suy nghĩ mình làm mấy thứ con vật, ví dụ là con voi là tưởng tượng của người Tây Nguyên là con voi, nên làm một con voi thì nhiều hơn để khách người ta để mùa kỷ niệm. Sau khi tạo hình phơi khô, gốm được nung Lộ Thiên với củi và rơm khoảng 1 giờ đồng hồ. Nghề làm gốm nung của người Mơ Nông ở huyện Lắk có từ lâu đời, là một trong những nghề phát triển hưng thịnh thời xưa. Tuy nhiên trải qua thời gian, nghề này dần bị lãng quên. Buôn Dơn Bắc, xã Giang Tao, huyện Lắk là nơi vẫn còn duy trì được nghề này. Các nghệ nhân biết làm gốm chỉ còn khoảng 2 đến 3 người.